Thưa quý vị và các bạn, trong khi nhiều hộ chăn nuôi gia súc gia cầm gặp khó vì giá cả lên xuống thất thường, cộng thêm chi phí chăn nuôi tăng cao, thì các nông hộ nuôi gà đẻ trứng lại khá lạc quan vì giá trứng ổn định hơn. Ngay sau đây xin mời quý vị cùng chúng tôi đến thăm trang trại hơn 42.000 con gà siêu trứng của nhà nông ở thôn 2, xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà. Trước đây, trại gà của gia đình anh Vũ Xuân Quý khá nhỏ, nuôi chuồng kín. Còn hiện tại, trang trại xây chuồng hở, rộng, thoáng phù hợp với mật độ của gà đẻ. Gà được nuôi ở đây là giống gà đỏ siêu trứng. Gà một ngày tuổi được mua về, thả nuôi tại khu nuôi gà hậu bị. Sau 15 tuần chăm sóc, gà sẽ được đưa sang chế độ nuôi đẻ. Gà hậu bị nuôi trên sàn nhà có trải trấu, chăm sóc như gà bình thường. Đến giai đoạn đẻ trứng, gà được nuôi nhốt trong lồng, đặc biệt trên các sàn sắt để đảm bảo được chăm sóc đúng chuẩn. Quý chia sẻ, gà siêu trứng tơ có tỷ lệ đẻ lên tới 90-95%. Gà già giảm tỷ lệ đẻ xuống khoảng từ 80-85%. Gà đẻ trứng, trứng theo máng lăng, chỉ cần đẩy xe đi thu nhặt trứng hàng ngày. Nuôi gà có quy mô lớn với hệ thống chuồng xếp lớp hợp lý, trứng rất sạch, không dính cám thừa cũng như chất thải là ưu điểm của trang trại này. Nuôi gà lấy trứng thì cái thành phẩm của nó thì ổn định hơn là mình nuôi gà lấy thịt. Cái giá thành phẩm của nó ra thì tốt hơn với gà thịt. Giá gà thịt thì trên thị trường mình giá nó bấp bênh hơn là với trứng. Ngày xưa thì nhà em sẽ lấy gà lớn, nhưng bây giờ em nuôi từ nhỏ lên chị ạ. Lúc mà nuôi gà nhỏ thì mình sẽ làm vaccine từ lúc mà nó từ tầm 4 ngày tuổi đến lúc mà nó 15 tuần tuổi thì mình sẽ xuống lồng. Làm vaccine khoảng cỡ 28-29 liều thì mình sẽ xuống lồng. Theo đánh giá của Vũ Xuân Quý, nuôi gà đẻ cần chú ý nhất tới vấn đề chăm sóc sức khỏe ngay từ khi nuôi gà hậu bị. Chăm sóc gà cần có chế độ dinh dưỡng, thuốc bổ, vệ sinh hàng ngày và tiêm vaccine đầy đủ, theo đúng quy định của ngành nông nghiệp, cũng như hướng dẫn của công ty cung cấp giống. Chi phí cho một con gà giống từ 1 ngày tuổi tới 15 tuần là 105.000 đồng với cám, thuốc bổ và vaccine các loại. Nuôi gà đẻ phải đảm bảo vệ sinh hàng ngày, giữ vệ sinh rất tốt để tránh dịch bệnh. Mình thì thường xuyên phải làm vaccine định kỳ, ví dụ như là 30 ngày mình phải làm tạ hoặc IV lại, hoặc là 45 ngày gì đó thì mình lại phải đi làm lại những cái vaccine chuyên dụng cho nó. Còn về gà thịt thì mình lại không cần phải làm những cái đó. Gà thịt thì mình làm trước khi rồi xong mình sẽ bán đi thôi. Tại nếu mà ví dụ như mà nuôi lớn như này thì mình phải kiểm soát được dịch bệnh từ bên ngoài vào. Khi xe ra vào này, khi xe đến thì mình phải xịt khử trùng hoặc là sát trùng xe, không là sẽ bị lây bệnh bên ngoài vào. Đối với địa bàn thôn 2 của xã Gia Lâm này thì cũng đã thành lập được một tổ hợp tác chăn nuôi gia cầm. Thì đối với công tác hội thì cũng hỗ trợ được cho bà con nông dân là cái chuyển giao khoa học kỹ thuật và những cái nguồn vốn như quỹ hỗ trợ nông dân cho bà con vay để phát triển kinh tế. Với 42.000 con gà đẻ, mỗi ngày trang trại thu được từ 38-40.000 trứng, tương đương khoảng 2 tấn trứng các kích cỡ. Trứng được phân loại, đóng vào các sọt với trọng lượng 23 kg trên một sọt, rồi chuyển tới thương lái thu mua với giá trung bình 35.000 đồng một ký. Đồng thời, sau khi gà hết thời kỳ đẻ trứng, có thể bán thịt với giá 50.000 đồng một ký. Trung bình, mỗi tháng trang trại cho thu nhập 300 triệu đồng sau khi trừ hết chi phí, tương đương hơn 3,5 tỷ đồng mỗi năm.